Chưa đầy 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Vào thời điểm này, các nhà vườn tại Đà Lạt và vùng phụ cận cùng đồng loạt đưa hoa xuống phố để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Ghi nhận tại các tuyến đường chuyên bán hoa cây cảnh dịp Tết ở Đà Lạt như Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung, ven hồ Xuân Hương. Bên cạnh các loại cắt cành tại nhà vườn như mỗi năm, thì các loại hoa chậu và cây cảnh chiếm số lượng lớn. Nổi bật trong số đó là các không gian trưng bày hoa địa lan được trồng ở Đà Lạt với đầy đủ các màu sắc khác nhau. Thành phố Đà Lạt có trên 50 hectare trồng địa lan, cung cấp ra thị trường hàng ngàn chậu địa lan các loại. Dịp cuối năm cũng là thị trường chủ lực của loài hoa đặc trưng này. Nhà vườn thường bán nguyên chậu với những cành hoa nở đều, đẹp nên rất được nhiều người ưa chuộng. Đây thì anh có những giống địa lan mà chủ chốt của Đà Lạt. Ví dụ như đây là giống cam lửa. Thì giống cam lửa của mình thì nó hiện nay thì giá trung bình của nó thì có tầm 350 cho tới 400 ngàn một cành. Đó, nó tùy theo vào cái cành lan của mình thì mình sẽ áp dụng cái mức giá phù hợp để mà khách hàng có lựa chọn. Còn đây là giống lan vàng mít thì giá thành của nó sẽ thấp hơn những giống lan khác tại vì cái cành của nó thấp hơn. Nhưng mà chất lượng bông thì nó cũng tương tự như những loại bông khác. Thì và loại vàng mít này thì giá của nó thì dao động từ 200 ngàn đến 300 ngàn một cành. Hoàng hậu thì nó hiện nay thì giá thành của nó dao động từ, nói chung là dao động từ 500 đến 700 ngàn một cành. Đa số những khách hàng người ta lựa chọn là người ta thích những cái màu sắc, ví dụ như màu vàng để người ta trưng Tết. Rồi con giống, ví dụ như là những cành bông nó phải cao, đẹp, màu sắc nó phải, nói chung là màu sắc nó rực rỡ, bông nó tươi. Một số vườn chuyên địa lan tại Đà Lạt cho biết hiện giá bán loài hoa đặc trưng này đang ở mức ổn định so với những năm trước, dao động ở mức 300 đến 800 ngàn đồng một cành tùy loại. Còn các loại hoa đầu chậu cũng được nhà vườn đưa xuống phố chào bán giá dao động từ 1 đến 1,5 triệu đồng đối với hoa đầu dưới 3 năm tuổi. Còn những gốc đào lão có giá từ 3 đến 15 triệu đồng tùy kích cỡ và theo năm. Số ít còn lại như hoa mai từ địa phương khác đem về bán có giá từ 1 đến 2 triệu đồng một chậu. Hoa giấy có giá từ 700 ngàn đến 1,6 triệu đồng một chậu. Quốc chậu có giá từ 700 ngàn đồng đến 2 triệu đồng. Các loại hoa cúc chậu, hoa lan có giá từ 200 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng.